Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe chương trình Radio Online số 03 với chủ đề Biết Tha Thứ, được trích từ cuốn sách Cánh Cửa Hạnh Phúc. Tha thứ là một nghệ thuật sống mà không phải ai cũng dễ dàng làm được. Người ta có thể xét đoán, công kích, sỉ nhục, xúc phạm người khác, nhưng tha thứ cho những điều đó thì lại cực kỳ khó. Người biết tha thứ là người rộng lượng và nhân ái. Thái độ sẵn sàng tha thứ chính là thước đo lòng bao dung và ước muốn hạnh phúc của mỗi người. Cuộc đời tựa như dòng sông trôi chảy không ngừng. Thói xấu và sự ích kỷ chính là những vật cản trở dòng nước xuôi về biển cả. Con người chúng ta cũng vậy. Để có được một cuộc sống vui vẻ, thoải mái, chúng ta cần biết tha thứ cho nhau và tha thứ cho chính mình. Hãy buông lỏng người và hòa vào cuộc sống. Hãy tận hưởng những tha thứ xứng đáng ta được hưởng, thay vì khư khư ôm lấy nỗi đau và rong rêu ở đời. Tha thứ sẽ đưa bạn đến với yêu thương và hạnh phúc. Để đánh giá một người nào đó, chúng ta cần hiểu được bản chất của họ. Đừng bao giờ xét đoán người khác chỉ vì trong lúc tức giận người ấy đã nói những lời không ai hay. Khi biết tha thứ, bạn sẽ hiểu được hành động của họ, hiểu được tại sao họ lại hành xử như vậy. Có một câu nói rất hay rằng, trước khi có ý định công kích bất cứ ai, bạn hãy ngồi xuống và tha thứ cho họ trước đã. Không chỉ tha thứ cho người khác, chúng ta còn phải biết tha thứ cho chính mình. Mãi đeo đằng những dằn vặt trong quá khứ chỉ khiến ta thêm mệt mỏi, chán chường mà thôi. Cho bản thân cơ hội làm lại chính là bước đầu tiên giúp gánh nặng tinh thần của ta được tháo bỏ. Là con người, ai cũng có những lúc mắc phải sai lầm. Vì vậy, hãy nhìn nhận bản thân một cách rộng lượng hơn. Tự tha thứ cho mình không chỉ là một quy tắc sống mà còn là một triết lý sống. Ở đời chẳng ai hoàn hảo cả. Sẽ có lúc bạn cảm thấy hối hận về những gì mình đã làm. Đó chính là lúc bạn cần đến sự tha thứ, phương thuốc nhiệm màu vực bạn dậy sau mỗi lần vấp ngã. Đừng bao giờ để quá khứ đau buồn gặm nhấm tâm hồn bạn. Laura, một người bạn của tôi kể rằng, cô ấy có một cuộc hôn nhân kém may mắn, lấy phải một người chồng vũ phu. Thêm vào đó là sự cay nghiệt của gia đình chồng nơi xứ người, khiến cô triền miên chìm trong đau khổ. Cô quyết định ly hôn với hy vọng sau khi được tòa chấp thuận và giành được quyền nuôi con, cô sẽ thoát khỏi chuỗi ngày u ám. Thế nhưng, nhiều năm sau đó, những bất hạnh và đổ vỡ của cuộc sống hôn nhân vẫn không thôi ám ảnh cô. Laura luôn nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc thật sự. Mọi thứ cứ diễn ra như thế cho tới khi chúng tôi có dịp làm việc cùng nhau. Tôi khuyên cô ấy hãy tha thứ cho quá khứ của mình. Mọi chuyện sẽ thay đổi. Điều này tưởng như đơn giản, nhưng để thực hiện được, nó là cả một quá trình. Laura đã quyết tâm thoát khỏi những ám ảnh về người chồng cũ và tổn thương về mặt tinh thần bằng cách tha thứ cho anh ta. Và rồi, ý nghĩa về một hạnh phúc mới bắt đầu hé mở trong cô. Tha thứ chính là chất xúc tác cho một sự chuyển mình mới. Để có thể rộng lòng tha thứ, bạn cần sẵn sàng thay đổi cách nhìn của bản thân. Vị tha với chính mình và với những người từng làm bạn tổn thương sẽ làm nguôi ngoai nỗi đau âm ỉ trong tâm hồn và đem yêu thương đến với bạn. Vậy tại sao ngay từ ngày hôm nay bạn không học cách tha thứ?